Chú đó bình pháp hay gì mà hello gì đó. Chú đó bình pháp hay gì mà chú hello. Hello. Ủa mà bên Việt Nam là nói từ hello không được sao? Hello sao đâu? Hello, hello sao? Hello. Hello mới kêu. Ôi mình là hello nghe ngoài coi chưa? Đó, coi duyên lắm á mấy ghé. Hôm nay nè, gặp nhau chút cho coi duyên nữa. Quá giỏi rồi. Con thấy cái tiếng của mẹ là à, xin chào ông bà Khiết của anh chị nha. Bữa nay thì hôm qua tới nhà anh bà Khiết của Tâm Tâm chơi thì cũng khuya rồi đó. Sáng nay thì nhà anh Khiết đã đẩy cho gia đình Tâm Tâm ăn sáng, ăn cơm nước xong xuôi. Rồi bây giờ anh Khiết dắt gia đình Tâm Tâm đi chơi đó ông bà cô chú. Con chào ông bà cô chú đi con. Chào ông bà cô chú. À, đi lên đây chơi là đây là nhân vật chính cuốn hút gia đình Tâm Tâm đến đây là ông bà cô chú. Lần trước á, lần trước xem YouTube á mà thấy Tâm Tâm nó một hai là phải kêu mẹ dắt xuống thăm Tâm Tâm. Rồi hai mẹ con lặn lội từ Đồng Tháp đến Bạc Liêu, Sóc Trăng thăm Tâm Tâm rồi. Bây giờ là ngày mai là tới sinh nhật của con hả? Rồi là bé này rủ gia đình Tâm Tâm xuống chơi thì gia đình Tâm cũng sẵn lòng xuống đây để chuẩn bị dự sinh nhật của bạn Khía. Rồi bây giờ mình đi đâu chơi? Đi ra ngoài. Đi chợ quê, đi chợ quê đó là con đi chợ quê. Rồi giờ chị là, đây là mẹ của anh bà Khía Tâm Tâm nè, bà cô chú. Chào ông bà cô chú đi chị. Chào ông bà cô chú. Chuyện này hai mẹ con dắt gia đình em đi đâu? Chị dẫn gia đình Tâm Tâm là đi gì nè? Chợ quê. Chợ quê. Chợ quê ông thầy. Ở đó thì chị cũng chưa biết chưa đó. Ủa nhà mình đây là ở Hồng Ngự hả chị? À ở này Tân Hồng. Rồi mình đi ra Hồng Ngự. Hồng Ngự rồi đó là đi qua bên Long Thịnh. Thôi bây giờ dắt đi đâu là đi đó bà cô chú ơi, chứ giờ nói ở đâu gia đình. Bây giờ đi chơi, bây giờ chị cũng chưa biết. Chị chưa biết ở đó luôn. Nhưng mà cái cảnh đẹp là mình đi chơi. Sau đó nhưng mà có cái chị chưa biết. Rồi ok, dắt đi đâu là đi đó. Xuống tới đây là gia đình của nhà. Dạ bây giờ mình tiến hành đi nha. Bây giờ là mình chuẩn bị đi. Đi tới đâu là đã thân tới đó. Đi tới đâu giống như là nhà tới đó gì đó ông bà cô chú. Dạ con chị Long Tâm xin chào ông bà cô chú. Tâm chào bà cô chú chưa ba? Dạ xin chào bà cô chú. Con chào bà cô chú. Xin chào bà cô chú. Con đến Việt Nam bây giờ con đi nhà này là nhà ai? Nhà bà Tư. Nhà bà Tư. Nhà bà Tư, con về nhà bà Tư làm chi? Bé này là bé hàng xóm của nhà bà Khía. Bé con đi ăn sinh nhật anh Tâm Khía. Tâm Tâm thấy thích quá, bữa nay cũng đi theo Tâm Tâm đi chơi cùng luôn đó bà cô chú. Con chào bà cô chú. Con chào ông bà cô chú. Rồi bữa nay là Khía với bạn này dắt Tâm Tâm đi chơi nha. Chị Vy. Chị này tên gì? Chị Vy. À, chị Vy. Con quen rồi đó hả? Vy. Vy. Bạn nói là Vy kìa. Vy. Vy. Con chị mẹ của bà Khía ở đây thì cũng lớn tuổi hơn Đồng Mai cũng nhiều nhưng mà thấy còn trẻ quá cho nên gọi chị. Còn Tâm Tâm thì để cho Tâm Tâm gọi là bà Tư đó, bà cô chú đây là bà Tư của thấy Tâm bà Tâm. Tư đó, đi đó. Bà Tư thấy vậy đó, lớn tuổi mà trẻ măng nha bà cô chú ha. Bây giờ mình chuẩn bị đi chơi nha. Sáng giờ cũng quậy gia đình ở đây nhiều mà. Mà trước khi đi để nha. Để qua xin xe cái nhà của bà Tư của Tâm Tâm cho bà cô chú thôi nha. Bình bông này Tâm Tâm lại là bà Tư chuẩn bị, là bà Tư mới mua luôn á. Còn mấy cái liễn này là bà Tư chuẩn bị cũng gần đây mới chuẩn bị. Mới Tâm Tâm quay cảnh đẹp á. Nói Tâm Tâm lên là bà Tư trang trí nhà cửa đàng hoàng chơi nha bà cô chú. Còn ngày thường thì bà Tư không có rảnh để mà dọn dẹp. Nói Tâm Tâm lên là bà Tư dọn dẹp luôn. Đây là không gian nhà của bà Tư ở đây. Đi bằng xe nhà của bà Tư Tâm Tâm nha bà cô chú. Bữa nay cho cha May lên đòi một bữa. Lần đầu tiên mới ngồi trên chiếc xe này chạy nè bà cô chú ơi. Thích không? Thích không cha May? Nó bự quá. Thích không? Đã nói với Long kìa. Dạ chưa tắt cái lạnh không? Chị mới giờ chị tắt. Ồ em cũng quên nữa ha. Đó, hai gia đình đi trên hai chiếc xe này nè ông bà cô chú. Xe này là xe của nhà bà Tư không à? Tôi đâu. Xe bự cũng nặng. Xe này dắt không nổi thì sao dám mua? Xe này dắt không mua đâu. Nặng quá. Con cái nhà bà Tư dám phải nhà.
lên đường được chưa? Lên đường đây. Yên này thấy ngồi thấy khác không Long? Khác không? Khác xe mình không? Ngồi máy bay nha. Đi đi. Đi bay. Bây giờ là con đi chơi đây. Rồi mời ông bà cô chú đi chơi với gia đình Tâm Tâm nha. À, đi được một đoạn thì mình phải qua một cái phà nha ông bà cô chú. Chào cô chú. Ủa sông này lớn quá trời luôn á nha. Sông này không biết sông gì. Quá trời lớn luôn. Đi dẫn đâu đi đó chứ không biết đâu là đâu bây giờ ông bà cô chú không cả nha. Đâu có chạy được. Con sông này lớn quá phải qua một cái phà. Tôi chỉ không nói. Con có sao cám này ra gửi. Ừ kệ hả, rồi bỏ cha sao? Hả? Cái gì sông này có cá sấu hả Tâm? Sông này có cá sấu hả? Đúng không? Dạ. Ừ đúng rồi, mình không được lại gần sông nha. Nguy hiểm lắm. Chứ đứng ở đây được. Ừ chứ đứng trên thạ mà. Ồ bữa nay đình Tâm bữa nay đi, được đi chơi nhiều chỗ lắm luôn. Vui không? Vui không? Mấy chỗ rồi nãy giờ ghé mấy chỗ mà nhiều chỗ. Vui không? Vui không? Vui quá. Con lột mắt kính cho con nhìn cái. Thôi con chạy nắng này. Nắng này con bị chá, con không có lột ra được con. Chá. Sợ không Long? Sợ không? Con sợ cái sông bự này không? Dạ. Sợ không? Sợ lắm. Tâm chị thì cứ đeo bà Tư xuống vậy đó bà con chú. Mà cô chú đi một đoạn đường trên đoạn đường mà đi chơi á, đi đến nơi mà gia đình của Ba Khía dắt Tâm Tâm đi chơi á, thì ghé thăm nhà ngoại Ba Khía một xíu bà cô chú. Ở chỗ này lạ lắm nha bà cô chú, xung quanh đây toàn là nhà sàn không à, để quay cái nhà sàn của nhà ngoại Ba Khía cho ông bà cô chú xem nha. Tâm ơi, nãy giờ con tới đây con chào bà chưa vậy? Dạ, chào bà. Nãy giờ cũng chơi được một lúc ở đây đó mà cô chú, tự thấy cái nhà sàn thích quá. Nè, quay lại cho bà cô chú xem. Dẫn ba con không? Dạ. Con nói cho bà cô chú nghe, con có thích cái nhà kiểu này không? Dạ. Thích không? Nhà có cầu thang đi lên nữa. Thích không? Lắc đầu. Kìa, con lại đứng ra chỗ qua chỗ bà kìa. Ở đây, hai đứa đứng. Đi lại khoe với bà cô chú, con có bà mới nè. Bà câu. Bà chịu thôi, mới lại thì Tâm Tâm còn hơi lạ bà. Với lại tay cầm kẹo, tay cầm giờ, sữa. Giờ này rồi nó hơi hồng hồng hồng. Dạ, bây giờ đi nắng. Kẹo, đi nắng. Kẹo. Cái cây. Dạ qua tới nay mà con giờ con không dưới ông bà ngoại của anh đã khiến cho bà cô chú coi. Bà ngoại anh đã khiến đâu Tâm? Ngoại anh đã khiến đâu, dắt ông bà cô chú lại coi. Đây là bà ngoại anh đã khiến nè, ông bà cô chú. Là cầu đó, con em muốn nghe với bà cầu ngay. Đi. Đứa nào? Đó, đứa ăn mà. Hả đưa nghe. Hồi đó giờ mới về là Đầm Tháp lần đầu tiên mà, ha. Lần đầu tiên gia đình ở đâu mà Đầm Tháp luôn á, đâu mà. Ừ, ngồi đây thôi, con ban để bà kéo dẫu già cả hả. Nè, con vô con nè, con vô cầu đi, cầu đi. Kìa nè, con ngồi. Vô con biết kéo lại cầu nữa. Nè con lên ngồi đây. Con vô con khoe bà cô chú ơi. Hôm nay con gặp ngoại của anh Ba Khía nữa nè. Nè ngồi lên. Ngoại anh Ba Khía giống ngoại của con không? Giống hả? Con thương không? Rồi. Con thương không? Con thương ngoại anh Ba Khía không? Con không bà cậu miếng thôi. Không bà cậu hai đứa không? Không bà cậu không bà cậu. Con ôm bà cậu nha. Đó, có duyên lắm á mấy ghé. Hôm nay nè, gặp nhau chút cho có duyên nữa. Ồ, quá giỏi rồi. Cái nào? Con chúc bà mạnh khỏe đi. Chúc bà mạnh khỏe. Dạ, bà cảm ơn con. Chúc bà mạnh khỏe nha, để năm sau có dịp thì con lên đây thăm bà nữa. Bà chúc cho con là học giỏi nha. Sao quá cho tao bớt lên để nó lên chơi ha. Dạ, đang hơi xa. Học giỏi, ngoan nha. Dạ con. Từ đây tới bớt con gần tới. Dạ. Đi xa quá mà. Dạ, xa quá. Thôi có 6 tiếng rồi hai khía. Có bỏ vô không con? Còn đây tập 8 tiếng. Rồi bây giờ đi con mới bay bà đi. Con đứng đây con mới bay bà, con ghé thăm bạn xíu. Thôi đi trời mát rồi, đi chơi sớm thì đặng về sớm. Ừ, bà cảm ơn con. Rồi, bye nha. Dạ. Bà giữ gìn sức khỏe nha bà. Rồi, có chuyện nào đó thì lên chơi nha. Quá xa dở.
rồi đi lần đi xa quá, có dịp năm sau thì ghé nữa. Long à, thưa bà đi nè con. Đi thôi. Bà đi thôi à. Ủa đi về hả? Giờ mình đi, mình đi chợ, mình đi chơi. Rồi, nhớ là mình nữa cái khi nào quẩn nó lên chơi nha con. Quay mặt qua con, quay mặt qua, quay mặt qua. Nhìn đẹp rồi, con hai đứa giờ mặc áo khác rồi. Con vô con từ giả bà một cái nên đi để biết nào gặp năm sau lận. Rồi con vô con từ giả bà. Hai đứa mặc hai áo khác rồi. Chào cô, coi trời, sống bà con. Ôi, hôm lia, hôm lia luôn. Trời ơi, coi trời, ha cô. Cái mát để hai đứa mặc hai khác. Rồi, giờ mình sức khỏe nha. Tôi phát con một túi. Ông phát con một túi hả? Có túi hả? Rớt qua coi. Có dài lâu được không? Có túi đó. Rớt qua. Không bỏ thêm mớt nữa. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Rồi ra đây mình rửa tay cái đi chị. Bà Tư trong kia. Đó, bà cô chú đi hồi nãy giờ cả buổi mới biết là bà Tư dắt cho gia đình Tâm Tâm đi chợ đó bà cô chú. Ở chợ này là chợ quê xã Long Thuận đó bà cô chú. Thôi bây giờ mình cùng vô đây coi chợ này có cái gì đặc biệt nha bà cô chú ha. Đi. Chợ quê này đặc biệt có cái là người ta chợ người ta cất chòi chòi lá gì nhìn thấy hấp dẫn không bà cô chú, đúng là chợ quê luôn á. Chợ này nghe nói là chỉ họp nhóm họp chợ từ lúc 3 giờ tới 8-9 giờ gì đó, mà chỉ là ngày thứ bảy chủ nhật thôi bà cô chú. Cũng may là đi lên đây ngay cái dịp cuối tuần cho nên là được đi chợ quê. Ôi trong đây người ta bán đồ ăn quá trời luôn, đồ ăn tại chỗ. Xuống đây hả Tư? Rồi rồi đi xuống đây với bà Tư đi. Ôi chợ đây quá trời đông luôn, bán đồ ăn buổi chiều, bún hay là các loại bánh rồi trang cho quay bánh cho bà. Quá nhiều bà. Dạ. Xin đôi hả, xin đôi hả? Dạ xin đôi chị. Quay đâu rồi, tôi thấy trên mạng nè. Dạ con ở ngay năm Sóc Trăng. Ở Sóc Trăng hả? Dạ. Đi du lịch ở đây đó hả? Dạ đi chơi, đi Đồng Tháp chơi với chị nè. Chào cô. Con chào bà. Con chào bà. Cảm ơn nha. Ngồi chứ có bong bóng nè. Con có phát hiện ra điều gì chưa? Có mình con ngồi bàn này đó. Qua ngồi với mọi người. Chập đèn nữa ha. Bây giờ vô đây ngồi kêu thử cái món ốc. Ốc này là ốc lát mình xào xả hay gì nè. Phải không? Được xả. Rồi trước tiên kia ăn thử cái món này nè, coi có ngon không nha bà cô chú ơi. Mời bà cô chú ăn ốc với gia đình nha. Thế à, qua bà Tư lấy nha. Thế à, ăn đi con. Tâm mời bà cô chú ăn ốc. Mời bà cô chú ăn ốc đi. Ủa, đi, Tâm đi bộ vô đây cái hết năng lượng rồi bà cô chú. Nè, tâm chị hay tâm em quay qua đây cho đựng mặt coi. Qua đây cho bà coi đi con. Con là tâm chị hay tâm em? Tâm chị hay tâm em. Không đầu được đâu. Lấy cái ghét có hạ. Nãy giờ đi nắng. Con ở đâu mà con lên chợ quê? Con ở đâu? Nói coi. Phỏng vấn cái coi. Bà nghe đi, con ở đâu? Con ở Ninh Quế. Con ở Ninh Quế nha bà. Ninh Quế hả? Dạ. Mới chúc bà phát tài. Con chúc đại gia đình con bước sang năm mới hạnh phúc nè. Làm ăn lên phước càng ngày càng thắng lợi nè. Rồi, cảm ơn con. Thuận buồm xuôi gió nè. Dạ. Con biết bài bà. Con bói ngại bài bà. Cầm cháu này đó. Rồi thôi mình ăn giết rồi mình đi nha. Dạ. Con có cái gì giới thiệu cho ông bà cô chú coi với. Con được cô chú con có bong bóng nè. Dạ con mua được cái bong bóng. Nãy chú kia thấy luôn. Như chú đó Đình Pháp hay gì mà hello gì đó. Chú đó Bình Pháp hay gì mà chú hello. Hello. Ủa bộ bên Việt Nam là nói từ hello không được sao? Hello sao đâu, hello, hello sao. Hello. Hello mấy chị. Ơi mình là hello nghe mà cô chú. Bọn Minh Pháp là nói chuyện vậy hả con? À, bây giờ ăn nha, ăn ốc mà léo con ăn. Ê làm gì làm chứ tội nghiệp Long lắm. Ngồi tập trung. Có chân gà rồi chị mua cho mấy đứa ăn vậy? Dạ, dạ được rồi chị ơi.
Con kêu cha gì Tâm? Vậy con kêu cha đi về. Đi về hả? Con dạ. Mẹ ăn chưa xong mà về về, đợi mẹ ăn xong. Ốc này nhỏ mà ú à. Đi chợ quê vô ngồi ăn. Thôi con đi về đây. Ừ, phải mẹ ngồi bộ bàn. Thôi con đi về đây. Con về hả? Bye bye con nghe. Bye. Mẹ ăn chưa xong mà đòi về, Tâm kỳ quá nghe. Con giỡn hả? Đâu biết chạy xe đâu về. Trời đâu biết chạy xe đằng về. Đâu biết chạy xe đâu. Ai bây giờ với bà Tư ở đây là con không có về được phải không? Đợi bà Tư về đúng không? Miu ơi, Miu mình nhiều. Con nghe. Dĩa anh xem tôi rồi dĩa. Đây. Ngắm dĩa con á. Mấy em nghe. Rồi ăn xong đây. Chưa? Đồ ăn đây ngon quá, ăn tới sạch mới chịu đi nè. Ăn sạch sẽ mới chịu đi. Rồi bye bye anh chị nha, em đi nha. Cái quà thằng này chị. Long Hà đội nón rồi con. Bà Tư giống bà hội đồng quá à. Đi đâu xách cây quạt tới đó. Quả cầm vô đi con. Bye bye cô đi con. Mẹ ô mấy tủ cái chân quá à. Đây. Cô 4 tuổi hả? Ồ, wow. Ở nước Pháp hay nước Mỹ? Có nước Mỹ hay nước Pháp? Nước Mỹ. Trời ơi, chết rồi. Hai đứa sinh đâu rồi vậy? Dạ. Bây giờ ăn xong rồi, bây giờ quay ra. Quay ra đi tham quan giác cái chợ này cái đi rồi mình về. Chút số cái để là ha. Lên cẩn thận. Ôi đi sâu vô trong kia luôn rồi chứ. Ờ, phải biết đi đến cái điểm này thì hồi nãy ở nhà mình đâu có ăn cơm, mới ghé được có một chỗ ăn thôi là đã no rồi, bây giờ đi đâu đâu cũng thấy đồ ăn hết trơn rồi sao ăn nổi đây. Rồi đâu rồi lạc Tâm chị rồi. Tâm chị với bà Tư bị kẹt đằng sau rồi, đông quá à. Đi kiếm Tâm chị, đi kiếm Tâm chị thôi. Dạ, dạ dạ. Ở đằng sau rồi chị. Mình đi tới cuối đường rồi mình quay lại mình về nha. Mình về mình ăn câu câu nha. Này nhìn đây nha, nhìn đây cười nha. Trời chéo rồi qua đẹp các con kéo qua. Nhìn nè, nhìn nghe, nè, cười chết chết. Tươi tươi chút rồi nè. À, cười lên, cười lên. Cười Tâm ơi, cười cái ơi. Ồ, vô hình đẹp quá à. Cái này hiện dây chụp nó chậm đặc biệt. Con làm gì khúc rồi nè. Đẹp à. Chị em gửi. Em không? Dạ được. Hello. Mấy tuổi rồi? Con mấy tuổi rồi? 4 tuổi rồi hả? Dạ. Con 4 tuổi rồi hả? Dạ. Rồi, 4 tuổi. Hai đứa sinh đôi luôn hả chị? Dạ sinh đôi. Chạy một liêu luôn. Dạ em ở ngay Nam Sóc Trăng. À Nam Sóc Trăng. Con đi về, con đòi về rồi. Về con ơi. Con ơi. Ba đứa nhỏ đang xù xì đòi mua cái gì rồi cha. Sao mà bắt cha cổng, đứa ẩm, đứa cổng kiểu này sao cha lúc cổng đi, nổi. Lúc đi hăng hái lắm mà lúc về thấy cực khổ chứ ba một đứa. Thôi để cha ẩm cho. Thôi đi cho khỏe nha, cha ẩm cho khỏe nha. Nước mít để mình nói chuyện mà. Còn tí xíu là lội ra tới cổng rồi. Gần tới cổng rồi. Tới cổng rồi. Mệt không? Bà cô chú thấy Tâm ngầu chưa? Bữa nay bà Tư mệt với Tâm chưa? Mệt hả? Mệt chưa? Có dám giữ Tâm lại ở thêm tuần nữa không? Ai bây giờ mình đi lại đi kiếm chỗ khác nữa đi. Em tính đi về, em sợ chị mệt, tính đi về. Mệt gì? Lâu lâu mới đi qua đây làm mệt. Bà Tư chưa chịu về thế kìa Tâm. Bà Tư đòi dẫn đi chơi nữa kìa. Tâm muốn về không? Ôi, con mệt rồi nè. Con mệt rồi hả? Con mệt rồi. Rồi tính sao bây giờ sao? Mệt rồi. Đi rồi đi về nha. Ok, đi về. Rồi, Long mua xong rồi đi về. Mình đi về hay là mình tiếp tục đi qua một đoạn. Dừng mình chứ. Gắm cái nem con, gắm cái nem con. Đây, con này con gì? Rồi, đi về thôi. Con Hello Kitty. Hello Kitty. Hello Kitty.
Tâm Tâm đi về thôi. Tâm Tâm đi về thôi. Này con mua bằng tiền của con luôn á. Tiền của con hả? Tiền tiết kiệm hôm nay còn nữa hả con? Dạ còn. Mệt không Bi? Nãy giờ đi mệt dữ chưa con? Không mệt. Đi nữa nha. Đi đi nữa nha. Tâm về đây có Bi với bà Khía chơi chung đó mà cô chú. Bữa nay dẫn Bi đi chơi luôn. Ở đây có chị ơi. Ờ chị Bi kìa, chị Bi kìa. Chị Bi, chứ không phải chị Bi. Chị Bi. Chị Bi. Con là chị Bi, Bi hay là Vi? Bi. Bi hay chị Vi? Chị là chị Bi mà. Có xe nha, đằng sau có xe nha. Tới cổng rồi, à, rồi tới cổng rồi. Cả nhà mình đứng lên chụp hình cái đi. Rồi đứng đó mình chụp tấm hình kỷ niệm cái nè. Bi ơi, xích vô Bi. Đây, đây, đây nè, mình chụp hình. Vô kia. Rồi, vô đi hình cái, đội hình lại cái nè. Sắp xếp đội hình nè. Long ơi, xích vô Long, xích lại cha kìa. Sao để dính cái bảng này kỳ quá. Cấm các loại đứng đằng trước vậy đó. Rồi hạ một bóng xuống. Đó vậy đó. Rồi làm gì? Nhìn đây nha. Buổi đi chơi đã xong rồi đó mời cô chú ơi. Tâm cũng mệt rồi. Giờ này chắc chạy về cho Tâm nghỉ ngơi rồi. Thôi bây giờ gia đình mình chào tạm biệt bà cô chú đi. Mình đi về. Xin chào tạm biệt con bà cô chú. Bà cô chú về sức khỏe. Bà cô chú nhớ đón xem hành trình của Tâm Tâm của giờ tiếp theo nha. Ok. Con ngại đồng hả tự nhiên bà cô chú. Ông bà cô chú nhớ đón theo dõi nha. Ok. Bye bà cô chú. Ok. Bye.